chào bạn. Em chào chị. Không biết là hôm nay thì bạn đến DK để trải nghiệm dịch vụ gì vậy ạ? Dạ vâng, hôm nay em đến để hút lông mày theo liệu trình ạ. Thì không biết là hôm nay là lần thứ mấy bạn hút liệu trình rồi? Dạ vâng, hôm nay thì đã là lần thứ 2 để em đến hút liệu trình rồi đấy ạ. Thì chuyên gia có bảo em là 3 lần hút là đã làm mới được luôn rồi. Tức là mình có một lần này sau nữa là mình có thể làm lông mày mới được không? Thì không biết là cái lý do vì sao mà bạn lại muốn hút cái lông mày cũ của mình đi nhỉ? Dạ vâng, bởi vì là tình trạng lông mày đầu tiên của em ấy thì nó rất là trố đỏ, nhìn nó rất là mất thẩm mỹ và khiến em rất là thiếu tự tin ạ. Nên là em muốn quyết định là xóa đi, hút đi. Thì cái lý do mà cái gốc mực của mình nó bị trố đỏ ấy là do cái gốc mực của mình bị nhiễm kim loại và tạp chất. Khi mà để lâu thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Thế ạ. Rồi thì không biết là trong cái quá trình mà hút ở tại DK thì bạn thấy thế nào? Em thấy rất là nhanh. Đầu tiên là rất là nhanh và không đau, không có chảy máu hay là trụi lông gì của mình cả. Em rất là ưng ý về cái thì không biết là trước khi đến DK thì bạn đã tìm hiểu hút ở những nơi nào? Vâng, em thì có tìm hiểu rất là nhiều nơi. Thì cái nơi đầu tiên ấy thì em tìm hiểu, người ta bảo là hút rất là nhanh, một lần thôi là đã được rồi. Nhưng mà em xem ở trên Facebook ấy, có những cái clip người ta up lên thì lông mày khi mà hút xong ấy là bị sun lông lại, bị cháy lông. Nên là em rất là sợ, nên là em lại tìm hiểu thêm. Thì đến cái cơ sở thứ hai thì người ta lại bảo em là phải hút 10 lần, hút 15 lần thì mới làm được mới. Thì em thấy như thế là rất là lâu, em không có thời gian, nên là cũng may mắn em được một người bạn giới thiệu đến DK. Thì ở đây thì mọi người tư vấn rất là nhiệt tình và cái liệu trình rất là nhanh. Vâng ạ. Thì với những cái cơ sở mà họ có những công nghệ cũ thì chắc chắn là khi mà hút thì nó sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến da của mình, và đặc biệt là sẽ bị cháy lông này, sẽ bị bong tróc này, chảy máu đó. Thì trong cái quá trình mà laser ở tại DK thì không biết là bạn thấy nó có nhanh không, và trong suốt quá trình đấy thì bạn có bị đau rát hay là khó chịu gì không? Quá trình thì diễn ra rất là nhanh, em đếm thì còn chưa được đến 1 phút ạ. Vâng, và đau thì thật ra nói không đau thì không phải, nó sẽ chỉ hơi châm chích một chút nhưng mà vẫn trong cái sức chịu đựng của mình, và nó diễn ra rất là nhanh nên là em không thấy đau đâu ạ. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Một lát nữa thì chúng ta hãy cùng theo dõi cái quá trình laser của bạn ở trên khu vực laser mọi người nhé.